Mỹ chào quý vị khán giả của Việt TV Canada trong bản tin hôm nay ngày 30 tháng 5. Đức Mỹ xin kính mời quý vị theo dõi bản tin sẽ xuất hiện trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cuộc họp của nhóm Cường quốc Kinh tế G7 kỳ tới sẽ diễn ra ở Canada. Kính thưa quý vị, trong một cuộc họp của nhóm Cường quốc Kinh tế G7 diễn ra ở thành phố Termina, Ý Đại Lời trong những ngày cuối tuần qua 27 tháng 5, Nguyên thủ của các cường quốc này đã đồng ý sẽ tiếp tục chống lại các khuynh hướng bảo vệ mậu dịch một chiến thắng cho Canada và các quốc gia khác trong việc thúc đẩy Hoa Kỳ không theo đường hướng bế quan tòa cảng này. Theo Thủ tướng Trudeau, thì Canada muốn làm việc chung với các quốc gia khác để giúp cho sự thành công của nền kinh tế của cư dân ở cả hai bên biên giới. Cuộc họp thượng đỉnh năm tới của nhóm G7 sẽ diễn ra ở tỉnh bang Quebec. Trong những ngày qua, thì Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã đòi sửa đổi lại thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA cho cả ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ. Sau cuộc họp của nhóm G7, bà Thủ tướng Angela Merkel của nước Đức đã tuyên bố là các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu phải đoàn kết để sống mà không thể chờ vào sự giúp đỡ của nước ngoài, ý nhắc đến Hoa Kỳ cuộc họp của nhóm G7 năm nay không hoàn hảo khi mà tổng thống Donald Trump từ chối không chịu ủng hộ thỏa ước cắt giảm ô nhiễm môi trường Paris mà nhóm G7 đã đồng ý trước khi ông Donald Trump lên nắm quyền. Đảng bảo thủ liên bang bầu lên một thủ lãnh mới trong một cuộc đại hội bầu thủ lãnh diễn ra trong chiều hôm thứ bảy ngày 27 tháng 5 tại thành phố Toronto thì các đại biểu của đảng này đã bầu dân biểu Andrew Stier, một dân biểu lâu năm ở tỉnh bang Saskatchewan và nguyên là thủ lãnh hạ viện ở vòng bầu cử thứ 13. Tân thủ lãnh đảng bảo thủ liên bang năm nay 38 tuổi đã thắng với 51% số phiếu, trong khi người về nhì là dân biểu Maxim Bernier ở tỉnh bang Quebec chỉ thua với số phiếu xích sót, ông chiếm 49.5% số phiếu. Trong vòng 12 vòng đầu thì dân biểu Maxim Bernier đã dẫn đầu nhưng mà cuối cùng đã thua người bạn đồng sự ở vòng sau cùng. Sau lời quảng cáo tìm việc làm, một người phụ nữ ở tỉnh bang Alberta bị bắt cóc. Thưa quý vị, theo những tin tức loan báo hôm thứ Bảy ngày 27 tháng 5 vừa qua, thì một người phụ nữ ở tỉnh bang Alberta nghe lời quảng cáo về công ăn việc làm trên mạng Internet đã bị bắt cóc và bạo hành tình dục trong 5 ngày liên tiếp trước khi được cứu thoát. Trong tuần trước thì một phụ nữ ở tỉnh bang Alberta lấy vé máy bay đến thành phố Atlanta, Hoa Kỳ với lời hứa hẹn là có việc làm người mẫu. Nạn nhân sau đó đã bị chúng bắt cóc giam giữ trong một chiếc nhà kéo lưu động đến ở tiểu bang South Carolina. Theo cảnh sát quận Piskin, tiểu bang South Carolina thì nạn nhân là một người phụ nữ khoảng từ 18 cho đến 25 tuổi đã liên lạc với hung thủ trên mạng internet trong vòng 2 tháng qua về một công việc làm kiểu người mẫu nghi can tên là Fred Russell Ure, tự xưng là một nhiếp ảnh gia đang cần một người làm kiểu mẫu và đã đề nghị trả nạn nhân 15.000 Mỹ Kim cho việc qua thành phố Atlanta làm người mẫu cho ông. Sau khi cô này bay qua Atlanta và không có tin tức gửi về, thì thân nhân của nạn nhân mới thông báo cho cơ quan cảnh sát hoàng gia ACMB và từ đó thì các cơ quan an ninh đã giải cứu được nạn nhân. Nghi can Ure đã bị bắt giữ. I'm real sure. Ông là ai? Thưa quý vị, trong những ngày cuối tuần qua thì các đại biểu của đảng bảo thủ liên bang đã bầu lên một tân thủ lãnh mà có lẽ ít người biết tiếng ông này. Thật thế, sau khi cựu thủ tướng Harper từ chức, khi đảng bảo thủ thua phiếu đảng tự do trong một cuộc bầu cử vừa qua, thì các nhân vật có tiếng tâm của đảng này như là dân biểu Jason Kenney, dân biểu Peter McKay đều từ chối không ra tranh cử. 14 ứng cử viên phần lớn đều không có nhiều người biết đến, mà trong đó có ông Andrew Scheer. Ông Andrew Scheer đã thắng xong 13 vòng bỏ phiếu và thắng với tỷ số khích khao. Ông cũng đã thắng với 51% số phiếu, trong khi dân biểu Maxim Bernier đã thua khi chỉ nhận 49.5% số phiếu. Ông Andrew năm nay 38 tuổi sinh ra ở Ottawa nhưng mà sinh sống ở Saskatchewan và là một dân biểu đại diện cho tỉnh bang Saskatchewan từ năm 2004. Năm 2004 khi mà mới có 25 tuổi thì ông đã hạ đối thủ là một dân biểu đảng NDP lâu năm nhất ở Hạ Viện để trở thành một dân biểu trẻ tuổi nhất đại diện cho tỉnh bang này trong vòng 13 năm qua. 7 năm sau, vào năm 2011, khi mà đảng Bảo thủ chiếm đa số ghế ở Hạ Viện, thì dân biểu này đã được bầu làm thủ lãnh Hạ Viện trẻ tuổi nhất và ngay bây giờ đã trở thành tân thủ lãnh của đảng Bảo thủ. Người thủ lãnh thứ nhì của đảng này sau cựu Thủ tướng Hopper. Tân thủ lãnh đảng Bảo thủ là một người công giáo thuần thành, không dùng các phương pháp ngừa thai cho nên tuy mới có 38 tuổi, ông đã có 5 đứa con. Tân Thủ lãnh không ủng hộ việc công nhận những người đồng tính cũng như là không chấp nhận việc cho phá thai. Ông cũng là người nói thông thạo hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Pháp và là một điều kiện cần thiết cho một Thủ tướng Canada trong tương lai. Các đảng viên của đảng bảo thủ đã hy vọng là người Tân Thủ lãnh sẽ có khả năng thu phục nhân tâm của những người Canadians từ bờ biển Đông sang bờ biển Tây. thêm hai ứng cử viên tham gia cuộc tranh cử thủ lãnh đảng Tân Dân Chủ. Kính thưa quý vị, theo những tin tức được loan báo hôm thứ Bảy ngày 27 tháng 5, đã có thêm hai ứng cử viên tham gia vào cuộc tranh trước thủ lãnh đảng Tân Dân Chủ Liên bang. Đó là dân biểu tỉnh bang Ontario, ông Jack Mixing và là một cựu thanh tra công quyền Bas Storen Hai ứng cử viên này đã tham dự cuộc tranh luận với bốn ứng cử viên khác trong một cuộc tranh luận diễn ra ở thành phố Sudbury, tỉnh bang Ontario vào ngày Chủ nhật 28 tháng 5. Như thế là có đến sáu ứng cử viên tranh trước thủ lãnh đảng NTP thay thế cho ông Tom McKeer vì ngoài hai ứng cử viên, vừa kể còn lại là bốn dân biểu liên bang là Nisky Aston, Guy Caron, Charlie Angus và Peter Julian. Cuộc tranh luận ở thành phố Sussbury là cuộc tranh luận thứ ba trong tổng số 7 cuộc tranh luận của các ứng cử viên trước khi có đại hội bầu lại người thủ lãnh trong mùa thu năm nay. Các cuộc tranh luận diễn ra bằng hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Pháp. Ông Jack Missing, 38 tuổi, một luật sư và hiện là một dân biểu tỉnh bang Ontario, là con của một gia đình di dân đến từ Ấn Độ. Nếu ông này thắng cử, ông sẽ là một người thủ lãnh đảng NDP đầu tiên, không phải là người da trắng. Những thanh thiếu niên ở Canada thông minh trong lĩnh vực tiền bạc. Mới đây, trong bản nghiên cứu của Tổ chức Kinh tế Hỗ tương và Phát triển Biết tắc là OECD về sự thông minh về tài chính của những người trẻ tuổi trên thế giới, thì những người trẻ ở Canada là những người thông minh nhất. Cứ mỗi 3 năm, thì Tổ chức OECD đã mở những cuộc nghiên cứu về khả năng của những thiếu niên nam nữ ở tuổi 15 trong các quốc gia phát triển trên mọi lĩnh vực và một trong số những lĩnh vực đó là tài chánh. Các nhà chuyên môn đã khảo sát khả năng của những thiếu niên 15 tuổi về những vấn đề như giấy tường trình, trả lương hàng tuần, hệ thống thế khóa về mức lãi suất, tiền nợ và cách đầu tư. Chương trình khảo sát này có tên là The Program for the International Student Assessment, viết tắt là PISA và đã được thi hành trong 15 năm qua. Trong năm nay, thì có 13.000 thanh thiếu niên Canada ở 7 tỉnh bang đã tham dự cuộc khảo sát này trong 15 quốc gia được khảo sát, thì thanh thiếu niên ở Canada đứng hàng đầu trong lĩnh vực hiểu biết về tài chính đầu tư. Tính trung bình, những thanh thiếu niên Canada đã có 533 điểm cho một cuộc khảo sát so với số điểm trung bình của tổ chức OECD là 489 điểm. Các quốc gia có thanh thiếu niên tham dự cuộc khảo sát là Canada, Úc Đại Lợi, Bỉ, Chí Lợi, Ý Đại Lợi, Hòa Lan, Ba Lan, Slovakia, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Ba Tây, Peru, Nga và Trung Quốc. Tìm thấy thi thể của ông trưởng ti cứu hỏa trong trận lục vừa qua ở tỉnh bang British Columbia. Thưa quý vị, theo những tin tức công bố vào ngày 27 tháng 5, thì các cơ quan cấp cứu đã tìm thấy thi thể của một ông trưởng ti cứu hỏa bị mất tích trong trận lục vừa diễn ra ở tỉnh bang BC. Sở Cảnh sát Hoàng gia RCMP đã cho biết là họ tìm thấy xác của ông Clayton Cassidy, trưởng ty cứu hỏa bị cảnh sát Cash Creek đã bị mất tích từ ngày 5 tháng 5 khi mà ông ta lái xe đến bên một cây cầu đổ bên trong thị trấn để kiểm soát mực nước của dòng sông. Điều thê lương là trong hôm thứ Bảy ngày 27 tháng 5, khi mà các nhân viên cứu hỏa đến kiểm soát mực nước ở bên cây cầu đổ, thì thấy xác của người trưởng ty mất tích từ 3 tuần trước. Ông John Ranta, thị trưởng thị trấn Cash Creek, đã lên tiếng ca ngợi người trưởng ty cứu hỏa quá cố là một ông thánh và ai gặp ông cũng đều mến phục. Ngoài là trưởng ty cứu hỏa thì ông còn là một huấn luyện viên cho đội băng cầu thiếu niên trong thị trấn. Chính quyền thành phố Vancouver bắt đóng tiền lệ phí cho những lớp tập yoga ngoài công viên. Vừa qua theo những tin tức loan báo vào ngày 29 tháng 5 thì cơ quan đặc trách về công viên trong thành phố Vancouver đã mở những cuộc truy lùng những tổ chức tập dạy yoga miễn phí trong công viên Dudley trong thành phố. Ông Solomon Motijo, người sáng lập ra nhóm dạy yoga có tên là The Dudley Park Yoga Collective thì ông rất thất vọng khi mà các viên chức thành phố khuyến cáo là ông ta và các huấn luyện viên dạy yoga sẽ bị phạt nếu mà còn tiếp tục dạy yoga trong công viên. Vì các huấn luyện viên dạy yoga trong công viên thành phố sẽ phải mua giấy phép. Tiền lệ phí cho các tổ chức không lợi nhuận dạy yoga trong công viên là 15 đô la một giờ. Ông Montijo cho biết nhóm dạy yoga của ông đã phải đóng cửa vì ông không có tiền mua giấy phép. Cũng theo ông Motiyo, thì lớp tập yoga miễn phí ngoài công viên dạy một ngày hai lần, 7 ngày một tuần và họ dạy ngoài công viên từ tháng 5 cho đến tháng 9. Như vậy là ông ta sẽ phải đúng lệ phí 200 đô la một tuần và ông ta vì dạy từ thiện đã không có số tiền này. thưa quý vị vừa rồi quý vị vừa theo dõi bản tin Canada ngày hôm nay xin quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình. Đức Mỹ sẽ gặp lại quý vị ngay sau phần thông tin thương mại để quay đến quý vị bản tin thế giới.